cơ quan thống kê canada mới công bố dữ liệu về gdp của đất nước và những con số cho thấy nền kinh tế canada đang trì trệ thiếu sự tăng trưởng kinh tế đáng kể trong đầu quý ba nhà kinh tế học david mcdonald là nhà kinh tế cấp cao tại trung tâm chính sách thay thế canada nhận xét về xu hướng đang diễn ra là sự tiếp nối của hiệu quả kinh tế yếu kém ở canada ông cho rằng nền kinh tế về cơ bản là đi ngang không có dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ nếu chúng ta rơi vào một cuộc suy thoái điều này rất có thể thì đó sẽ là một cuộc suy thoái nhẹ vào thời điểm này nhưng ông mcdonald lưu ý rằng sự kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế yếu và lãi suất gia tăng là điều bất thường thông thường khi nền kinh tế trì trệ thì lãi suất được hạ xuống để kích thích tăng trưởng nhưng trong trường hợp này lãi suất lại ngày càng gia tăng tạo ra một tình thế khó khăn cho người tiêu dùng Ông McDonald cảnh báo về những rủi ro đáng kể với một số ông cho là đám mây bão ở phía chân trời. Một trong những mối lo ngại này là giá nhà đất tăng vọt ở Canada và khoản nợ thế chấp đáng kể của nhiều chủ nhà đang phải gánh chịu. Ngân hàng Canada đã tăng dần lãi suất chuẩn kể từ tháng 3 năm 2022 và điều này có thể gây rắc rối khi ngày càng có nhiều khoản thế chấp lãi suất cố định dài hạn đến ngày gia hạn và chủ nhà sẽ phải đối mặt với khoản trả nợ vay thế chấp cao hơn nhiều dẫn đến căng thẳng tài chính. Ông McDonald cảnh báo rằng nếu có một số lượng lớn người Canada phải gia hạn các khoản thế chấp của họ với lãi suất cao hơn nhiều trong tương lai, điều đó có thể góp phần gây ra một cuộc suy thoái thực sự ở Canada. Khi các chủ nhà ở Canada vật lộn với các khoản thanh toán thế chấp cao hơn, câu hỏi đặt ra là liệu ngân hàng Canada có tiếp tục tăng lãi suất hay không. Ông McDonald gợi ý rằng nếu số liệu lạm phát trong tháng 10 vượt qua kỳ vọng, thì rất có thể sẽ có một đợt tăng lãi suất khác nữa. Mức lạm phát được công bố gần đây nhất đã khiến cho các nhà phân tích ngạc nhiên, cho thấy sự bất ổn về kinh tế vẫn tồn tại. Ba người Việt ở đại đô thị Toronto trúng sổ số, số và giữ bí mật về giải thưởng lớn này. Một nhóm ba thành viên trong gia đình đến từ khu vực đại đô thị Toronto đang ăn mừng sau khi họ trúng giải xổ số trị giá 1 triệu đô la. Tập đoàn xổ số, số và trò chơi Ontario OLG cho biết trong bản tin vào thứ Sáu hôm nay rằng nhóm này khớp tất cả 7 con số Encore theo thứ tự chính xác trong kỳ quay số Loto 649 ngày 26 tháng 7. Kết quả là cư dân Mississauga, Vương Trần và cư dân Toronto, Cường Lê và Hà Trịnh đã giành được 1 triệu đô la. Các thành viên trong gia đình cho biết họ luôn chơi Loto 649 theo nhóm. Tôi đã kiểm tra vé của mình trên ứng dụng OLG và biết rằng chúng tôi đã thắng. Tôi đã quét tấm vé số khoảng 20 lần trước khi tin vào điều đó là sự thật. Ông Trần nói trong bản phát hành của OLG, sau đó tôi gọi cho các thành viên khác trong nhóm. Họ đã giữ bí mật chiến thắng lớn của mình trong một thời gian. Ông Trần nói, "Chúng tôi chưa bao giờ nói với ai vì muốn gây bất ngờ cho gia đình khi có tiền trong tay." Nhóm chưa có bất kỳ kế hoạch lớn nào về số tiền này và vẫn đang tiếp nhận thực tế này. OLG cho biết là tấm vé trúng thưởng đâu được mua tại Mr. Convenience trên Pickwick Drive ở thành phố Mississauga. Một gia đình Toronto bị sốc khi phải xé bỏ thảm cỏ nhân tạo trị giá 20.000 đô la ở sân sau. Một gia đình ở Scarborough, Toronto đã nhận được thông báo từ thành phố Toronto yêu cầu họ phải dỡ bỏ cỏ nhân tạo ở sân sau của họ. Chủ nhà là Sido Chivanovic đã lắp đặt cỏ nhân tạo ở sân sau 4 năm trước để giúp mẹ vợ ông Người có vấn đề về sức khỏe có thể sử dụng xe lăn hoặc là xe đẩy mà không bị dính bùn. Một người hàng xóm phàn nàn rằng nước mưa chảy từ cỏ nhân tạo sang khu nhà của cô ấy. Nhưng Trivanovich khẳng định rằng bãi cỏ nhân tạo xốp và cho phép thoát nước thích hợp. Trivanovic cho biết là anh đã chứng minh điều này với một quan chức pháp luật Toronto và chứng minh rằng anh có thể đặt nước ở bất cứ đâu ở đây và nó sẽ thoát nước đúng chỗ. Gia đình này vẫn nhận được thông báo vi phạm yêu cầu tối thiểu 50% sân sau của họ phải là cảnh quan mềm, tức là soft landscaping, và họ được yêu cầu phải tuân thủ quy định này. Sivanovic cho biết là chi phí để lắp đặt sân cỏ là 20.000 đô la và gia đình đang lo ngại rằng việc dỡ bỏ nó có thể tốn đến số tiền đó. Thành phố Toronto lập luận rằng cỏ nhân tạo không được tính là cảnh quan mềm. Cảnh quan mềm phải bao gồm đất hoặc là lớp phủ thích hợp cho cây, Bụi cây và hoa giúp hấp thụ nước mưa và mang lại lợi ích cho môi trường. Người phát ngôn của thành phố giải thích rằng nước mưa không được hấp thụ có thể tràn vào hệ thống thoát nước và dẫn đến lũ lụt. Đó là lý do tại sao họ lo ngại về các bề mặt không thấm nước như là sân cỏ nhân tạo. Những chủ nhà sử dụng cỏ nhân tạo khác cũng đối mặt với lệnh dỡ bỏ bãi cỏ nhân tạo của họ, trong đó có một người đàn ông 80 tuổi đã kiện thành phố ra tòa để giữ lại bãi cỏ nhân tạo của mình do ông có khả năng di chuyển hạn chế. Vụ việc liên quan đến cỏ nhân tạo dự kiến sẽ được đưa ra tòa xét xử trong hai ngày, bắt đầu từ ngày 12 tháng 10. Mỹ cáo buộc Trung Quốc thao túng truyền thông toàn cầu Ngày 28 tháng 9, Mỹ tố Trung Quốc đang thao túng các phương tiện truyền thông toàn cầu thông qua kiểm duyệt, thu thập dữ liệu và bí mật mua các hãng tin nước ngoài. Theo hãng tin Reuters, Mỹ cáo buộc Trung Quốc đã chi hàng tỷ đô la Mỹ hàng năm cho các nỗ lực thao túng thông tin bao gồm cả việc mua cổ phần của các phương tiện truyền thông nước ngoài thông qua các phương tiện công cộng và phi công cộng thông tin trên được đưa ra trong báo cáo của trung tâm tương tác toàn cầu thuộc bộ ngoại giao mỹ mỹ cũng cáo buộc trung quốc tài trợ cho những người có ảnh hưởng trực tuyến và bảo đảm các thỏa thuận phân phối quảng bá cho chính phủ trung quốc không bị gắn nhãn nội dung trích dẫn các báo cáo công khai và thông tin chính phủ mới thu được Trung tâm Tương tác Toàn cầu tuyên bố Bắc Kinh đã tạo ra hệ sinh thái thông tin của riêng mình bằng cách thu hút giới tinh hoa chính trị và các nhà báo nước ngoài. Theo cơ quan trên, Trung Quốc cũng đầu tư vào mạng lưới vệ tinh và dịch vụ truyền hình kỹ thuật số ở các khu vực đang phát triển, ưu tiên nội dung truyền thông do Bắc Kinh ủng hộ. Ngoài ra, việc thu thập dữ liệu của Trung Quốc ở nước ngoài đã cho phép Bắc Kinh tinh chỉnh việc kiểm duyệt toàn cầu bằng cách nhắm mục tiêu và các cá nhân và tổ chức cụ thể, phía Mỹ cho hay. Theo hãng tin Reuters, báo cáo của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh tranh cãi về những nỗ lực của Trung Quốc nhằm mở rộng dấu ấn toàn cầu của các phương tiện truyền thông do chính phủ nước này kiểm soát những năm gần đây. Đặc biệt, đây là thời điểm cạnh tranh địa chính trị giữa hai nước ngày càng gia tăng. Hồi tháng 7 vừa qua, thì Bắc Kinh đã phản ứng trước việc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, tức là NATO, cáo buộc Trung Quốc thực hiện các chính sách cưỡng chế và truyền bá thông tin sai lệch. Bắc Kinh cho rằng NATO coi thường các sự thật cơ bản cố tình hạ uy tín của Trung Quốc và bóp méo chính sách của nước này. Philippines tuyên bố sẽ tiếp tục cắt rào cản của Trung Quốc ở Scarborough. Lực lượng tuần duyên Philippines PCG khẳng định sẽ tiếp tục cắt bất cứ phao nổi nào mà Trung Quốc đặt ở bãi cạn Scarborough. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cũng nói Manila sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền. Trước đó, Manila tuần tra trên không tại khu vực bãi cạn Scarborough ở Biển Đông và xác nhận đoạn phao nổi của Trung Quốc đã hoàn toàn biến mất. Sự hiện diện của tàu Trung Quốc tại đây cũng đã giảm sau vụ việc còn 4 tàu ngày 28 tháng 9 so với 7 tàu vào tuần trước. Trong thông báo ngày 25 tháng 9, lực lượng tuần duyên Philippines xác nhận đã gỡ thành công đoạn phao trắng dài khoảng 300m của Trung Quốc tại khu vực này để họ gọi là bảo vệ quyền của người dân Philippines. Cũng trong ngày 29 tháng 9, trong phát biểu công khai đầu tiên về vụ việc, ông Marcos nói rằng chính phủ của ông không muốn gây rắc rối tuy nhiên ông nhấn mạnh là sẽ tiếp tục bảo vệ philippines lãnh thổ hàng hải của philippines quyền của người dân chúng tôi đánh bắt cá ở những khu vực mà họ đã đánh bắt trăm năm mối quan hệ giữa philippines và trung quốc gần đây đã xấu đi phần lớn là do ông marcos thúc đẩy quan hệ quốc phòng với mỹ kể từ khi nhậm chức tổng thống marcos đã nói rằng sẽ không nhường một tấc lãnh thổ của mình cho bất kỳ thế lực nước ngoài nào Cả Trung Quốc và Philippines đều tuyên bố chủ quyền đối với bãi cảng Scarborough. Đây là một ngư trường quan trọng cách đảo Luzon của Philippines khoảng 230 km và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 850 km. Nằm gần với các tuyến đường vận chuyển, ước tính có trị giá thương mại lên đến 3.400 tỷ đô la Mỹ mỗi một năm. Bãi cảng Scarborough được Trung Quốc xem là một địa điểm chiến lược. Vụ hàng rào nổi là diễn biến mới nhất trong căng thẳng leo thang giữa Philippines và Trung Quốc trên Biển Đông. Mới đây thì Manila nói sẽ kiện Bắc Kinh vì phá hoại môi trường ở Biển Đông. Ông Putin gặp chỉ huy mới của nhóm Wagner. Tổng thống Nga Putin gặp chỉ huy Andrei Joseph của Wagner, cựu phụ tá của ông Trump, Yevgeny Prigozhin. Cuộc gặp cho thấy Nga hiện đang kiểm soát nhóm lính đánh thuê Wagner này. Hãng tin Reuters dẫn lời Điện Kremlin khẳng định là ông Joseph làm việc cho Bộ Quốc phòng Nga. Cuộc họp còn có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Yunus Pek Yakurov nhấn mạnh việc tập hợp các chiến binh Wagner vào quân đội chính quy của Nga sau cuộc nổi loạn của ông Prigozhin hồi tháng 6 năm 2023. Hai tháng sau cuộc binh biến không thành, ông Trump Prigozhin và chín người khác đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ngày 23 tháng 8. Kể từ đó thì không rõ số phận của nhóm Wagner sẽ như thế nào. Trong khi đó, ông Joseph là đại tá về hưu có biệt danh là Sudoi, tức là tóc bạc, đồng hương St. Petersburg của ông Putin, là một cựu chiến binh từng tham gia các chiến dịch của Nga ở Afghanistan, Chechnya và Syria. Ông Joseph là một thủ lĩnh của Wagner ở Syria, từng bị Liên minh châu Âu đưa vào danh sách trừng phạt tháng 12-2021. Hồi tháng 6-2023, vài ngày sau cuộc nổi loạn, tờ Kommersant của Nga đưa tin, ông Putin đã đề nghị Wagner tiếp tục chiến đấu ở Ukraine, nhưng đề xuất ông Joseph lên thay ông Priskonzin, theo hãng tin reuters sự cuộc gặp giữa ông putin và ông joseph diễn ra ở điện kremlin và được phát trên truyền hình nga trong cuộc họp ông joseph lắng nghe và đôi lúc cật cù khi ông putin nói và ghi chép không rõ ông đã nói những gì với tổng thống nga theo giới quan sát cuộc gặp cho thấy nhóm wagner từ nay sẽ dưới trướng ông joseph và ông zhavkurov người trong vài tháng qua đã đến nhiều quốc gia mà nhóm này hoạt động sau đó, người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin xác nhận với hãng tin RIA rằng ông Trushev hiện đang làm việc cho Bộ Quốc phòng Nga. Mưa lớn nhấn chìm thành phố New York, thống đốc bang New York Kathy Hochul ngày 29 tháng 9 tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên khắp thành phố New York, khu vực Long Island và thung lũng Hudson do lượng mưa cực lớn tại đây. Cơ quan Giao thông Đô thị New York cùng ngày thông báo Nước lũ tràn vào đường tàu điện ngầm gây gián đoạn đối với các tuyến tàu ở Brooklyn. Sau khi khu vực này hứng lượng mưa lên tới hơn 100 mm chỉ trong vòng 3 tiếng. Mưa lớn khiến cho nhiều tầng hầm tại thành phố New York ngập nước, làm quá tải hệ thống thoát nước tại khu vực Brooklyn, Manhattan và Queens, cùng với Hoboken bang New Jersey. Nhiều tuyến đường tại các khu vực này bị ngập và phải đóng cửa. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cho biết đã gửi cảnh báo lũ quét cho hơn 8,5 triệu người tại các khu vực thuộc bang New York và New Jersey. Khoảng 25 triệu người tại khu vực đông bắc nước Mỹ dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng từ lũ lụt. Trong đó, ba bang New York, New Jersey và Connecticut đối mặt với nguy cơ lũ quét trung bình. Các chuyên gia thời tiết dự báo lượng mưa sẽ ở mức 50 đến 100 mm, Song một số khu vực có thể hứng lượng mưa 127 đến 200 mm. Tác động của lũ lụt có thể trở nên nghiêm trọng hơn khi đợt siêu trăng cuối cùng của năm nay sắp tới. Hiện tượng này thường gây ra những đợt triều cường cực đoan, làm tăng nguy cơ lũ lụt tại miền đông nước Mỹ. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ dự báo là các khu vực trũng thấp gần bờ biển và những nơi chịu ảnh hưởng từ thủy triều có thể bị ngập tới 0,3m.